Xin kính chào tất cả các anh chị. Thị trường xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga hiện nay đang được đánh giá là một trong những thị trường làm việc rất tốt dành cho người lao động Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về chương trình xuất khẩu lao động Liên bang Nga, trung tâm sẽ cung cấp thêm cho anh chị những thông tin cần biết cũng như điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động khi làm việc tại Liên bang Nga. Liên bang Nga là một quốc gia rất là phát triển thuộc châu Âu. Kinh tế Nga là một nền kinh tế thị trường lớn thứ 11 trên thế giới theo GDP danh nghĩa, đứng thứ 6 toàn cầu theo sức mua tương đương năm 2020. Cũng trong năm 2020, GDP danh nghĩa theo thống kê của IMF đạt 1,464 nghìn tỷ USD. Liên bang Nga là nước có diện tích lớn nhất trên thế giới, khoảng hơn 17 triệu km², dân số khoảng 144,1 triệu dân. Thủ đô Liên bang Nga, Moscow, sử dụng đồng tiền rúp, sử dụng ngôn ngữ chính Liên bang Nga. Nước Nga cũng là một những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Những ưu điểm khi làm việc tại Liên bang Nga: nước Nga có một nền kinh tế chính trị ổn định, vì vậy người lao động Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm sinh sống và làm việc. Điều kiện sinh hoạt làm việc tốt, mức thu nhập của người lao động Việt Nam tại Nga tương đối cao. Người lao động được cung cấp ăn, ở, thuế, bảo hiểm, bảo hộ miễn phí. Các công ty không yêu cầu cao về tay nghề, bằng cấp. Đa phần các anh chị đều có thể đăng ký. Chi phí mức xuất cảnh thấp so với các quốc gia khác, chi phí xuất khẩu lao động Liên bang Nga thuộc mức thấp nhất, rất phù hợp với điều kiện của người lao động Việt Nam. Ngoài ra, hiện nay cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga rất lớn, rất thuận tiện cho việc sinh sống của người lao động Việt Nam. Đối tượng tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga đối với nam nữ có độ tuổi từ 20 cho đến 46 tuổi, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về truyền nhiễm, các bệnh về tim phổi, viêm gan A, B, C hoặc HIV, không có tiền án tiền sự, chưa từng cư trú bất hợp pháp tại châu Âu, không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu tay nghề, chăm chỉ, chịu khó, có ý thức làm việc tốt và chấp hành nội quy của công ty, phối hợp làm việc thêm khi nhà máy cần, cam kết không vi phạm pháp luật, không ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp. Những ngành nghề làm việc tại Liên bang Nga: các công việc trong nhà máy như chế biến thủy sản, đóng gói công nghiệp, linh kiện điện tử, các ngành nghề về may mặc, thợ xây dựng, thợ xây, chát, ốp lát, sắt thép, cốt pha. Đối với thợ cơ khí như hàn xì, kết cấu, điện, phay. Các quyền lợi của người lao động: hợp đồng làm việc 3 năm và có thể gia hạn theo nhu cầu của công ty. Thời gian làm việc 8 giờ trên một ngày, 5 ngày trên một tuần. Ngoài ra sẽ tính giờ làm thêm. Thời gian làm việc được tính theo quy định của pháp luật Liên bang Nga. Số tiền tiết kiệm hàng tháng trung bình từ 16 cho đến 25 triệu. Công ty cung cấp điều kiện ăn ở, bảo hiểm, thuế, bảo hộ cho người lao động. Người lao động nghỉ phép theo quy định được hưởng các chế độ khám chữa bệnh, thuế, phí cộng đồng do công ty chi trả. Về yêu cầu hồ sơ, giấy tờ, hồ sơ anh chị cần chuẩn bị khi đi xuất khẩu lao động Liên bang Nga: giấy khám sức khỏe tổng thể theo quy định của Liên bang Nga, hộ chiếu thời hạn còn trên 3,5 năm, giấy xác nhận dân sự, chứng minh thư nhân dân photo công chứng, hộ khẩu photo công chứng, hai bộ hồ sơ đầy đủ do trung tâm cung cấp, 10 ảnh 3x4, 10 ảnh 4x6. Anh chị quan tâm đến chương trình xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga có thể liên hệ trực tiếp theo với trung tâm để được cung cấp thêm thông tin miễn phí. Xin chân thành cảm ơn. Trần Anh HV, uy tín khẳng định niềm tin.